Gì? Con gì cơ? Con gì mà tóc cửa? Tóc cửa. Ừ. Người. Đúng Người. không? Người lớp này này. Trống, Cốc, trống. cốc, cốc. Ai gọi đó à, đúng không? Ừ. Hữu thì đọc thì anh hai này gọi nào. Con gì mà có bướm bay lên trời? Biết. Đúng. Con gì mà có cánh đúng đồ mà nó bay đúng nó bay 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 đó nửa trời đó 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 người đâu À, người trong nữa đúng không? á? Ừ, Máy bay đúng không? ông vậy đó nè, chi nè bà đâu Chị bàn làm gì có người bên trong. á, người ta biết thi chi nè bà nha. Từ máy bay thì chị để bàn. Máy bay với người bên trong nhưng chị để bàn sẽ chui người trong được. Tiếp. Hả? Anh chịu cho em. Gì? Anh chịu cho em. Chị mà gì? Chịu. Ở nhà đó nuôi. Bố cho em đó. Đi chơi đêm mà. Cho em, bố cho em đó. Cái chuyện này gì gì? À đúng rồi. Tiếp. Game game game. Trùng chân ạ. À? Vũ à, anh hai, anh hai. Hưng béo thích trùng trùng chân. À bố à. Ok. Tiếp. Hưng Vũ ra đóng cái cửa ra, cho đỡ chói. Khép cái màn gió vào. Khép tí rồi. Ok. Ra đây, ra đây. À. Gì mua hả? Tắc kè. Ồ, đúng rồi. Như nào, múa này, múa bụng này. Bụng nào? Lấy bụng. Bắt trẻ con. Không phải con gì là tốt. Tốt thì tròn. Có gì cơ? Con này ăn tốt người, tốt thì tròn. Tôi chỉ tròn tốt nhìn. À, có trẻ con à? Ừ. Ừ, con người có trẻ con đúng rồi, chính xác. Tôi đợi tiếng này đó. Từ 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 mới mới quay một chút tí nữa Tôi em này đâu ra có đâu. gì không? Đã quay đâu. À, tiếp ngồi đây. Chảy máu. Người sức mạnh à? Ông phải đó nè, người người nổ á, người nổ trong tay chảy máu. À, người yếu không? Đấm tay chảy máu không? Ừ. Ngoài. Tiếp. Một đứa tiếp đi. Con gái hả? Ghê này, gọi là hoàng hậu đúng không? À đúng rồi. Đâu, Vũ thì ta. Tiếp. Ông nhà mà đánh con mèo. Tiếp. Ngồi xuống. Ngồi xuống. À, nằm được, nằm ngồi đối, nằm đi. Có mà bóc đây.
Con gì? Chịu. Ừ, phải đâu đó mà ma đất lửa đã bốc. Ma đúng không? Ma đất lửa. À, đốt lửa đúng không? Ừ, nó tệ nạn nó bo. Ừ, tiếp. Tân tì mà có con vứa. Có gì cơ? Con là người. Người trái có con vứa. À, ừ, tiếp. Con gì mà ăn hoa? Ăn hoa hả? Ừ. Ăn ong à? Hay con bướm? Ông phải đâu. Ở nhà con ông lấy mật ong để nó uống. À, lấy mật ong để làm tổ đúng không? Thôi mình uống ông đúng không? Ông phải đâu. Để nó ăn mật ong. Ừ. Tiếp. Ông biết. Ừ. Ừ, thế này á, nó cồn á. Rồi mồm tiếp đi. Tiếp. Đã đây.